mọi người, hôm nay thì Hồng Anh sẽ review bằng tiếng nhạc dân ca 1 trên đàn Cushman SV800 giá 18 triệu và thử nghe ha. 8 tiếng nhạc và thử một vài điệu bolero nha. Mọi người nghe thử nha, tiếng sampler nè. Đây là bằng tiếng số 1. Đó là tiếng listen. Bây giờ chúng ta sẽ nghe qua thử tiếng số 2, đó là tiếng đàn tranh. À, bấm mạnh xuống là nó rải luôn nha mọi người. Này, nghe thử. Tiếng số 2, giờ nghe thử tiếng số 3 nha mọi người. Tầm giá 18 triệu mà phân khúc mọi người kiếm một cái đàn mới mà dưới 20 triệu thì SV800 là sự lựa chọn duy nhất nha, đàn mới nha. Và tiếng 6 nè. Hai lớp nè. Đây. Phiêu đê luôn. Rồi, đó là tiếng 6. Giờ chúng ta sẽ nghe một tiếng string ở phần điệp khúc. Tiếng sinh rất là hay ha. Rồi qua tiếng brass điệp khúc nè, thì brass nè. À, chúng ta có thể chơi cho những cái điệu nhạc bolero nó có phần điệp khúc mạnh tí nha. Thì sẽ đánh giữa rumba trên rumba này. Đây. À, chúng ta có thể nhập brass cho những cái style bolero này. Rồi ví dụ cho hát bài con đường duyên, con đường xem đi. Em ơi nhìn gió lên cao, không có trong đời ngàn tay cuối trời, còn giấc mơ gần hết ân tình em đến bao giờ. Nào tiếng brass trong cái bộ tiếng đệm. Rồi, đây là bằng tiếng dân ca ha. Đây, đây là tiếp theo là tiếng kìm nha mọi người. Đây. À, có rung là chúng ta bấm mạnh thôi là nó rung luôn. À, thử nè. Rất hay, chúng ta có thể trộn. Đây là tiếng kìm. Vậy chúng ta sẽ ra thử tiếng guitar cổ nha. Ừ,
Rồi, tiếng cổ thì chúng ta có thể chơi test trên điệu rumba luôn. Đó là tiếng guitar cổ nha. Tiếp theo là tiếng cuối cùng của băng tiếng số 8 trong băng tiếng dân ca 1 thì demo trong clip này. Tiếng brass rất là hay ha. Từng lớp rõ ràng luôn này, nhẹ nè, mạnh nè. Chúng ta có thể chơi trên nền nhạc disco nè. Bây giờ chúng ta nhập brass rất hay. Rất là hay ha. Như vậy là Thiện đã demo cho mọi người trước khi quyết định mua cái đàn Custman SB800 giá tầm 18 triệu thì mọi người vừa mới nghe băng tiếng dân ca 1 và hãy đón xem những clip tiếp theo Thiện demo về băng tiếng dân ca 2 và 3 nha. Và Thiện sẽ demo chuyên tiếng và một vài điệu thôi, còn có những clip Thiện sẽ demo riêng một điệu để mọi người trước khi quyết định tham khảo dòng SB800 thì mọi người có thể là coi nghe trước ha. Nếu ưng ý thì mọi người có thể lựa chọn dòng đàn này. Và bây giờ là đây là một số em xuống dắt bé nói chuyện với thầy Lân này. Đây là một số đây là cái đàn SB800 rồi mọi người. Đây là một số dữ liệu cận cảnh cụ thể này, dân ca này. Ba băng bóp nè, ba băng dân ca, hai băng nhạc đen và sẽ còn cập nhật nữa nha. Với lại bộ sampler này mọi người mua là giá là 2 triệu nha mọi người. Nếu mà mua riêng á còn giá hiện tại là 18 triệu, còn đây là một số style. Tuy ít á, vẫn còn ít á, nhưng mà style nào là chất lượng style đó nha. Đó, vẫn còn ít nhưng mà style nào là chất lượng style đó nha.